Xin chào các bạn đã đến với kênh Diễn đàn Online của tôi. Và hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là cách chạy ngón của câu dân ca hay là gọi là pentatonic. Cái phần này thì nó khá là hay, ứng dụng rất là nhiều ở trong những cái bài dân ca cũng như bài nhạc trẻ, nhạc nhẹ bây giờ ấy. Không những dân ca người ta dùng ngũ cung đâu mà trong nhạc trẻ người ta cũng có dùng nhá. Nếu bạn nào mới vào kênh thì chúng ta nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào cái quả chuông để theo dõi những clip tiếp theo của tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài học. Trong cái bài này, cái câu dân ca của chúng ta sẽ dùng các nốt là Đô, Rê, Mi, Son, La. Đấy, đây là ngũ cung nhá, pentatonic 5 nốt nhá. Chúng ta sẽ tập cho tôi như này nhá. Đầu tiên là tập cái đầu phách ấy, cái đầu từng phách một nhá. Thì Đô này, ngón cái chúng ta về Đô này. Đấy. Sau đến Mi này, La này, Đô, Mi, La, Đô. Chúng ta dùng ngón cái chúng ta đặt vào nhá, ngón một nhá. Bởi vì trong cái bài này thì nó luôn luôn nó dùng ngón cái là đặt đấy nhá. Đô, Mi, La, Đô, Mi, La, Đô. Đó, tập như thế đã quen nhá. Đô, Mi, La, Đô, Mi, La, Đô. Đó. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đánh các nốt tiếp theo nhá. Từng cái đầu phách một thì nó sẽ như này. Đấy, Đô, Rê, Mi, Son nhá. Đô, Rê, Mi, Son. Đấy, chúng ta thấy không? Tiếp tục đến cái chùm gốc đây nhá. Mi, Son, La, Đô. Đó. 1 2 3 5. Tiếp theo này. Đến La nhá. La, Đô, Rê, Mi. Đấy, chúng ta phải tập như này chúng ta mới nhớ được. Đấy là hết. Còn lên đây nó lặp lại thôi. Đó. Đô, Rê, Mi, Son. Mi, Son, La, Đô. La, Đô, Rê, Mi. Đô, Rê, Mi, Son lại lên thôi. Đấy, chúng ta chạy bao nhiêu cũng được, chạy chán thì thôi nhá. Bên này chúng ta chỉ cần tay trái chúng ta chỉ cần điểm một nốt Đô đầu tiên thôi, không cần đánh nhiều đâu nhá. Đó, chúng ta thấy chưa? Trong dân ca chúng ta đánh một loạt như này chẳng hạn thôi. Thì trong các bài dân ca những cái đoạn đầu chúng ta ngâm thơ chẳng hạn thì chúng ta cũng có thể dùng vào, hoặc là những cái đoạn chúng ta giang tấu chúng ta có thể dùng như này. Nhưng mà khi chúng ta chạy ngón nhiều ấy, thì chúng ta mới có cái cảm giác được về các nốt thì chúng ta mới đánh solo được. Đó. Ví dụ cái đoạn đầu người ta muốn vào nhá. Đó. Ấy hoa tôi là loài đó. Hoặc là chúng ta có thể ngâm thơ đó. Đấy, đánh một đoạn này thôi chúng ta vào ngâm thơ này. Đấy. Hội làng dưới ánh trăng thanh, xin mời xây miếng trầu xanh ấm lòng. Đấy, chúng ta thấy chưa? Thì nó ứng dụng rất là nhiều. Cái này thì chủ yếu là đánh trong dân ca, nhạc trẻ thì cũng có dùng, nhưng nhạc trẻ thì tôi sẽ hướng dẫn sau. Dân ca thì chúng ta ứng dụng dễ hơn và chúng ta có thể đánh những đoạn ngâm thơ, hoặc là chúng ta dùng những đoạn giang tấu, chúng ta dùng cái kỹ thuật này để chúng ta chạy. Nếu chạy nhiều thì chúng ta sẽ có kỹ năng và chúng ta sẽ có thể là chúng ta áp dụng vào các bài khác nhau được. Và chúng tôi thì đang có cái nhóm Zalo miễn phí hướng dẫn và kèm cặp những cái bạn nào mà không có điều kiện học các lớp nhé. Thì các bạn có thể là comment bên dưới thì tôi sẽ gửi cái link nhóm chúng ta vào đấy để giao lưu cũng như là học tập ở trong đó. Nếu các bạn thấy những clip như này bổ ích với các bạn thì các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm vào quả chuông để theo dõi những clip tiếp theo của tôi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào các bạn.